Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, nơi chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn mini phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 18m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có sân để xe hơi riêng, phòng khách, phòng bếp, mình sẽ có 3 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Đặc biệt của căn nhà mình thì được anh chị nhà thiết kế cho mình có những cái phòng ngủ ở phía trước, phòng ngủ master có bồn tắm nằm, bồn tắm xông hơi, và phía bên trên sân thượng thì mình ở phía sau thì mình sẽ có một cái bếp ở phía sau. Nếu gia đình mình có nhu cầu cho thuê khu vực ở dưới tầng trệt thì mình sẽ sử dụng cho gia đình ở khu vực phòng bếp ở phía bên trên sân thượng của căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế với mẫu nhà hiện đại mới nhất năm 2022, và được anh chị nhà thiết kế cho mình có những cái ban công vuông, và lan can thì được làm bằng sắt, cũng như được anh chị nhà trồng cho mình rất là nhiều cây xanh trang trí phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm một sẹt thuộc đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, thì rất là thuận tiện để cả mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với con đường phía trước là một con hẻm một sẹt, hẻm thông. Và con hẻm này thì lúc trước là đường số, và bây giờ thì quyết định nhà nước bỏ bớt đường số nên là chuyển xuống đường hẻm. Thì bây giờ căn nhà này là hẻm một sẹt đường Phan Huy Ích, thuận tiện đến hàng mua ở và mở phòng công ty. Với diện tích căn nhà của mình ngang lên đến 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 18m, và được anh chị nhà thiết kế một trệt và 3 lầu này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà để hàng chiêm ngưỡng cũng như tham quan về một căn nhà mặt tiền đường vừa ở vừa kinh doanh buôn bán với con đường số. Và bây giờ chuyển thành con hẻm một sẹt thuộc đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với hàng về một căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Thì phía ngoài mình sẽ có một khoảng vỉa hè khoảng độ 2m để mình để xe gắn máy. Như khoảng vỉa hè này thì ở phía bên tây phải căn nhà mình được anh chị nhà trồng cho mình một cái cây rất là đẹp, và bên trong là khu vực để gara để xe hơi. Thì căn nhà này được anh chị nhà thiết kế cũng như sắm sẵn cho để cho mình một cái xe hơi ở bên trong, cái Mazda 7 chỗ. Và bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa cuốn ở phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và với chiều sâu căn nhà lên đến 18m nên được anh chị nhà thiết kế cho mình có thể để tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà, rất là rộng rãi và thoải mái. Với căn nhà đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh nhà Đông Tứ Trạch, và chỉ với giá 10 tỷ 750 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh thì khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này. Đây là khu vực gara để xe hơi của căn nhà. Và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng khách căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như tivi 75 inch đã được anh chị nhà sắm sẵn tặng kèm. Và hai bên tường thì mình có những cái mảng tường được ốp 3D trang trí rất là đẹp. Và hai bên tường thì mình có những bức tranh trang trí, cũng như ngoài những bộ bàn ghế sofa ra thì mình có thêm những cái bức tranh và những cái chậu cây trang trí rất là đẹp. Di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian cầu thang căn nhà. Thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe, và lan can được làm bằng sắt, cũng như mặt cầu thang thì được ốp đá, cũng như đi những hệ thống đèn chiếu sáng. Và phía đối diện thì mình sẽ có một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Như khu vực phía bên dưới không gian giếng trời thì được anh chị nhà thiết kế cho mình có một cái tủ để mình
để rượu cũng như trưng bày rượu với một cái tủ rượu rất là dài và rất là rộng, thì mình có thể trưng bày được tất cả các loại rượu cũng như những cái bức tranh ảnh và những cái đồ lưu niệm của gia đình. Và căn nhà mình thì được thiết kế là giếng trời. Anh chị thiết kế cho mình có hai cái giếng trời, một cái ở khu vực hành lang cầu thang và một cái là khu vực phía sau căn nhà. Và chỉ với giá hơn 10 tỷ một chút xíu thôi thì quý khách hàng đang xem video tới căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình. Thế nhân ta liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Đây là khu vực bên trong không gian phòng bếp căn nhà. Phòng bếp căn nhà mình thì tủ bếp bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ An Cường rất là đẹp và mình có một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm. Phía sau thì mình có tủ lạnh cũng như một bên và một bên là được anh chị nhà trồng cây xanh và cùng mình có một cái giếng trời ở phía sau để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Phía trên thì được anh chị mở ra rất là nhiều cửa sổ ra bên ngoài. Và với một căn nhà nó có diện tích là ngang 4 m và chiều sâu căn nhà lên đến 18 m, được công nhận hết đất và được anh chị nhà xây dựng là một trệt và 3 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara riêng để xe hơi riêng, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính cũng như 4 nhà vệ sinh, có một cái nhà vệ sinh master có bồn tắm nằm và phòng tắm xông hơi cũng như một cái phòng ngủ lớn. Được các chị nhà thiết kế cho mình có bàn làm việc cũng như bàn ghế để cho sếp làm việc và có máy massage. Rồi mình cùng nhìn lại cái khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà để di chuyển lên khu vực phía bên trên lầu 1 của căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì khách hàng đang xem video cũng đang quan tâm đến căn nhà này. Căn nhà mặt tiền vừa ở vừa kinh doanh buôn bán với con hẻm một xẹt thuộc đường Phan Huy Ích, thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà, đến với lại không gian phòng ngủ số 1. Thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ và nhà vệ sinh căn nhà mình, khu vực lầu 1 thì mình sẽ có bồn tắm nằm cũng như lavabo để rửa tay và bồn cầu cũng như với nội thất rất là cao cấp và mình sẽ có tủ quần áo lớn. Bên trong không gian phòng ngủ thì được chị nhà thiết kế rất là rộng, mình có một cái giường rộng lên đến 2 mét và hai bên thì mình có những cái đôn để đèn và bàn trang điểm, bàn làm việc cũng như kệ để tivi. Và phía trước thì mình sẽ có một cái bàn để mình vui chơi hóng mát ở phía bên ngoài trước khi mình đi ngủ, cũng như mình sẽ chiếu lại sơ qua cái khu vực không gian phòng ngủ số 1 để di chuyển sang không gian phòng ngủ số 2 để khách hàng tham quan. Với căn nhà nằm trên con hẻm một xẹt thuộc đường Phan Huy Ích, thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Lúc trước thì con đường này là con đường số và bây giờ nhà nước đã bỏ đường số để di chuyển xuống đường hẻm rồi. Cho nên là căn nhà mình sẽ trở thành là hẻm một xẹt của đường Phan Huy Ích, thì thuận tiện để khách hàng mua ở và kinh doanh buôn bán. Với con hẻm thông từ trục đường Phan Huy Ích sang trục đường Phạm Văn Bạch cũng như Tân Sơn thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, và với con đường nằm trên trục đường chính là đường Phan Huy Ích, mình có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung hoặc là con đường Trường Chinh thì rất là thuận tiện. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh phòng ngủ phía sau phòng ngủ số 2 căn nhà. Với căn nhà đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, thì khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị nhà để lại hết cho khách hàng cũng như tặng lại hết cho khách hàng, và chỉ với giá 10 tỷ 750 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, cũng như tặng kèm full nội thất và hỗ trợ để khách hàng vay ngân hàng nếu gia đình mình có nhu cầu.
để khách hàng có thể vừa mua một căn nhà để ở và mình có thể kiếm thêm thu nhập từ căn nhà mình với căn nhà nằm trên con hẻm thông. Mình có thể vừa mua để ở và kinh doanh cũng như mình mua để cho thuê thì rất là tuyệt vời. Với không gian lầu 2 căn nhà thì mình sẽ có một cái phòng vệ sinh Pasteur, một cái phòng lớn ở phía sau căn nhà. Được cái chủ nhà thiết kế đầy đủ, mình có bồn tắm nằm và lavabo bàn cầu, vòi sen tắm, tủ quần áo cũng như có cửa sổ mở ra bên ngoài thấy rõ và ánh sáng, có phòng tắm riêng và nhà vệ sinh riêng. Với căn nhà cũng như với không gian phòng vệ sinh được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp, và với căn nhà đang có một cái hướng là hướng chính bắc, một cái hướng rất là mát, nằm trên một con hẻm hẻm thông thuộc trục đường Phan Huy Ích để thuận tiện quý nhà mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán, và chỉ với giá hơn 10 tỷ còn thương lượng thì quý nhà đang xem video cũng đang quan tâm đến căn nhà này, thế nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý nhà đi xem một căn nhà đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 18m, và được anh chị nhà thiết kế có hai phòng ngủ phía trước, hai phòng ngủ master rất là rộng và có bàn làm việc, bàn trang điểm, kệ để tivi, tủ quần áo và có máy tập thể dục, và mình có một cái bàn để mình có thể ngồi nghỉ ngơi uống trà trước khi mình đi ngủ, với một cái phòng ngủ master, phòng ngủ dành riêng cho sếp rất là rộng. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ master của căn nhà. Phòng ngủ phía bên dưới thì sẽ nhỏ hơn cái phòng ngủ bên trên này một chút, cũng là phòng ngủ master, nhưng mà phòng ngủ phía bên trên này thì được anh chị nhà thiết kế sẽ rộng hơn một chút. Và với hai phòng ngủ cũng như với tất cả phòng ngủ thì đã được anh chị nhà full nội thất tặng kèm rồi, cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì mình đỡ phải tốn tiền để sắm nội thất. Và nội thất trong căn nhà này thì theo tính của anh chị thì không gian cũng như nội thất căn nhà mình sẽ có tính lên đến 700-800 triệu đồng với nội thất bên trong căn nhà, được anh chị ở nhà thiết kế với nội thất rất là cao cấp. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía trước căn nhà mình là khoảng không gian phòng thờ, được anh chị mà thiết kế rất là rộng, và bên ngoài mình có một cái khoảng sân để mình vui chơi và hóng mát, cũng như những cái bức tranh trang trí và những cái mảng tường được anh chị nhà ốp trang trí rất là đẹp. Và nếu gia đình mình có nhu cầu kinh doanh hoặc cho thuê ở khu vực phía bên dưới thì phía trên này mình có thể làm việc cũng như nghỉ ngơi và ăn uống sinh hoạt ở khu vực phía bên trên này. Với căn nhà được thiết kế có nhà vệ sinh riêng, có bếp riêng và có bàn để mình vui chơi, và có sân để mình hóng mát. Phía trên này mình có một bộ bàn 4 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm. Phía trên thì được anh chị nhà thiết kế cho mình có những cái hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí rất là đẹp, và một cái khoảng sân để mình trồng cây. Và di chuyển ra khu vực phía sau, mình sẽ đến với là không gian phòng bếp của căn nhà ở phía sau căn nhà. Khu vực này nếu gia đình mình chưa có nhu cầu để mình làm phòng thờ thì mình cũng thể sắm thêm một bộ bàn ghế ở phía bên trên này, mình làm phòng khách rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Với khu vực phía sau được các chị nhà thiết kế không gian phòng bếp rất là rộng, rất là thoáng và rất là mát, và có sắm sẵn cho mình có một số cây xanh thì đang được chuẩn bị anh chị sẽ thiết kế cũng như sẽ đặt vào những vị trí cần thiết. Với căn nhà được thiết kế có nhà vệ sinh ở phía bên trên này và có không gian phòng bếp thì cũng là rất là tiện để quý nhà sử dụng cho gia đình, với hệ thống đã được đi sẵn, hệ thống cấp và hệ thống thoát nước. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.